quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Đây là 1 triệu bác nhé, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu là 500 ngàn. Đấy, bây giờ thì cháu sẽ... này bà, mới thầy làn ăn bác. Bây giờ thì sẽ cho là bác thợ cả đếm thêm một lần nữa. Rồi bác thợ cả với hai bác thì khác chia với nhau. Đủ cháu. Đủ đúng không bác? Đấy, còn phải nói là cái giá này là các bác gọi là giúp cho em Cương với lại bà thôi. Cháu được xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì nhà em Cương, cô bác, hôm nay thì cháu được lên trên nhà của em Cương sẽ là thanh toán cái số tiền mà công của các bác thợ là hết cho các bác thợ luôn cô bác. Tại vì là bây giờ ngôi nhà của em Cương thì cũng đến hôm nay nữa thì là cũng hoàn thành rồi cô bác. Và trong thời gian vừa rồi thì cháu Lực không cập nhật được cái tiến độ của nhà em Cương là làm tới đâu rồi cô bác. Hôm nay thì cháu Lực sẽ lên và tiếp tục cập nhật lại cái tiến độ mà làm nhà của em Cương thì đã tới cái ngày mà hoàn thiện chưa cô bác nhá. Và phải nói là cảm ơn tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị, mạnh thường quân trong và ngoài nước trong thời gian qua đã luôn luôn quan tâm tới Cương với lại ông bà và gửi những tấm lòng vàng tới cho em Cương với lại ông bà để cho em Cương được sửa lại cái ngôi nhà của mình. Phải nói là một cái ước mơ mà em Cương từ năm 12 tuổi thôi em ấy đã có một cái ước mơ như vậy rồi cô bác ạ. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng theo dõi hết video ạ. Hôm nay thì nắng được ngày đầu tiên rồi cô bác này. Hôm qua, hôm kia thì nhà em Cương có gặt đấy cô bác. Thành ra là bị mưa mấy ngày rồi, không có khô được. Thế bây giờ thì trời còn đang mưa, vừa mưa mà lại vừa tốt lúa luôn cô bác. Cháu Lực cũng mong rằng là trong thời gian tới thì sẽ nắng thời gian khá là dài đi để cho cháu Lực lấy vật liệu được vào nhà của em Sử để tiến hành là làm một cái ngôi nhà trước Tết để cho ba ông cháu được ăn Tết ở ngôi nhà mới luôn cô bác. Hôm nay nữa thì là các bác thợ cũng đã làm xong hết rồi cô bác ạ. Vừa mới bước vào thôi là nhìn thấy một cái ngôi nhà mà phải nói là bây giờ đẹp nhất bản và mới nhất bản luôn rồi cô bác. Hôm nay thì đã làm xong chưa chú? Xong rồi. Hôm nay xong rồi à? Còn một tí nữa. Còn một tí nữa à? Bây giờ thì chú bác ạ. Lên nhà luôn rồi. Vâng. Bây giờ là được lên trong nhà luôn hả bác? Vâng. Vẫn còn dùng máy cưa để cưa hả bác? Vâng. Bây giờ thì ngôi nhà đang dần vào hoàn thiện thì có vẻ là khá là bừa bộn đi cô bác. Và trong thời gian tới thì làm xong mọi cái rồi dọn dẹp thì nó sẽ sạch sẽ đâu vào đấy hết cô bác. Mọi bà để với em Cương này. Rồi anh chào Cương nhá. Em chào anh. Rồi. Cháu Cương xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Bà thì đang làm gì dưới kia đấy? Bà đang đun nước ạ. Đun nước à? Thế mấy hôm nay ở nhà này làm gì? Nhà gạt hết chưa? Chưa ạ. Chưa? Vâng. Anh thấy ở trên kia là hai cái xào ruộng em đúng không? Vâng ạ. Hôm nọ là gạt là xong bị chảy mưa. Chảy mưa à? Vâng ạ. Bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng theo chân cháu Lực với lại em Cương đi vào trong nhà. Lên nhà cháu ơi. Vâng, vâng. Cái gỗ này thì có vẻ như rất là chắc rồi cô bác nhỉ, cái hành lang này. Oh.
bảo nó thế nào nha con bảo nó. Sao không bảo cháu giúp đâu? Để làm tấm sàn đấy các bác, rất là đẹp đấy các bạn. Hôm nay giải nó là hết rồi bác nhở? Đấy. Hôm nay các bác giải nữa là cũng hết rồi các bác, thì thành ra là chúng được cũng lên và thanh toán hết cái số tiền công còn lại cho hai bác thợ. Giải đây đi, giải được mấy ngày rồi bác? Giải được 3, 4 ngày đấy. 4 ngày. Được 4 ngày rồi à? 4 ngày thì mưa, được xong làm cái nhà làm được. Lọc xong thì trời mưa thì vẫn còn làm được hết nhỉ? Mấy cái sàn dưới đây của bác á, thì hoàn toàn thì cũng được giải bằng gỗ sau mộc này. Xong lại có vài tấm gỗ thì lại những tấm gỗ cũ đào ra thì nó cũng rất là mới rồi. Bây giờ thì có thể nói là gió không lùa được vào rồi Cương nhỉ? Vâng ạ. Các bác thì phải vừa giải xong lại vừa bào các bác. Đây hầu như là không có hở một chút nào đâu cô bác này. Khít thì khít luôn bác nhỉ? Vâng. Ngay bây giờ đổ nước không có giọt được xuống dưới ấy. Đổ nước không có giò được đi xuống dưới đâu bây giờ ấy. Yêu ớt này sến tàu. Chưa tôi tóc phụp tới đấy. Ta mà thì vẫn học bật chán. Ta mà ta nóng là mình có mình tên này. Nó tự đám nhiều khởi. Chứ có khét chụp với tự đám nó. Thank you.
Thưa cô bác, đang đi lấy gỗ để cho các bác thợ là hoàn thành, hoàn thiện nốt cái việc mà giải tấm ván kia. Bác gặp một con rắn như này cô bác này, nhìn trông rất là ghê. Thân của nó thì màu vàng với lại cộng thêm một chút là màu vỏ xám xám nữa. Còn cổ của nó thì là màu đỏ đỏ rực rực này. Không biết là cái con rắn này thì tên nó là gì cô bác? Không biết là cái loại rắn này nó có độc không ấy cô bác? Cái cổ nó thì là màu đỏ lòm luôn. Còn là cái thân nó thì lại màu khác. Đây vừa rồi thì cháu Lực cũng bảo là em Cường đi mua thêm một suất nước để cho các bác này cô bác, để cho các bác thợ uống. Trời thời tiết hôm nay khá là nóng này. Thì cá thì nóng rồi nào ơi. Dạ anh Nam ạ. Xì cá thì nóng rồi nào ơi. Bây giờ chắc độ tầm tiếng nữa là xong nhỉ bác nhỉ? Đến một tiếng không bác? Nằm tên này. Lên tầng không bên phải. Nó lẻ. Ai Phương Văn có mắt rỉu mà hả? Mà cảm thấy rong chẳng thì quản. Ồ. Ồ. Cứ con quán nó ập tê là mơ phải. Phải làm ngàn á? Ừ. Ai làm ngàn không? Mơ phải dù. Dạ. Có mà ập mặt thẳng ấy làm ẩn gần lên lúc điện. Đây, nghỉ tay uống nước đã bác. Kéo chút nái ra lại uống suốt. Này, xin tương nai không phò nọ. Phò cương, nếu phò cũng phò cương ạ. Xin nam ạ. Phò tàu trời rồi chứ. Bây giờ thì có vẻ ngồi 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 nhà mới để uống nước ạ bác. Cương hôm nay. Xin nam ngồi nạ ạ. Xin nam ngồi bác, bác uống nước ra. Anh nghỉ tay một tí đã. Người bác thì có vẻ là bùn cưa nó bắn hết rồi nhỉ bác nhỉ? Một ngày phải một hai bộ áo phải thay đi. Ngứa phải lúc ăn cơm là phải thay rồi nhỉ? Thay bao nước? Chú ơi uống nước. À bác chín mà. Này này, đàn to ạ. Hai cống ạ. Ở trên này mưa được mấy hôm bác? Trên này có mưa không bác? 3-4 hôm nay à? Nếu mà không mưa thì các bác vẫn gạt thôi nhỉ? Vâng. Vâng. Hôm nay thì cháu lên thì cũng các bác bảo là làm xong ấy, thì một tí nữa thì cháu cũng gửi tiền cho các bác luôn. Bí này lịch hợp lấy dân mở ra này. Này chỉ phải chứ mà đấy. Bảo là năm nay thì không có lên được nhà mới của bác, phải là qua Tết thì mới lên được. Nhà vẫn làm xong. Nhưng mà mình có được ngủ trong không? Chưa lên nhà mới mình có được ngủ trong không bác? Cái này thì chẳng bác có không hiểu lắm. Biết chưa ngủ. Nghe thì người cao tuổi thì mới biết hả bác? Vâng. Phải con bà mới biết. Vâng. Còn phải xem ngày nào mà đẹp thì mới lên được nhỉ? Vâng. Thắng ơi, đây thắng một. Để tôi từ này thắng phải để có chỗ hả? Không có gì mới. Hôm nay thì chắc là tổng kết rồi các bác, có các bác cũng lên nữa. Ngồi nữa anh. Ba. Anh lên đây uống nước anh. Khắc này là lỏng lắm anh luôn. Không. Đọc trên này. Bây giờ thì cùng các bác uống nước một tí nữa, xong là làm độ tầm một tiếng nữa thì cũng xong rồi các bác. Xong là một tí nữa cháu Lực sẽ thanh toán cho các bác luôn là cái tiền mà công hôm trước từ trước đến giờ. Này cô đây.
Bây giờ thì trong nhà thì các bác cũng đã lắp xong hết rồi các bác. Bây giờ thì cháu được sẽ đi một vòng nữa cho tất cả cô bác anh chị là cùng ngắm xung quanh nhà của em Cương. Như nhà của em Cương thì hoàn toàn là được làm lập bằng pro hết cô bác nhá. Đấy thì tại là cái phần là kinh phí nó không có đủ cho nên là chỉ lập được pro thôi cô bác. Nhưng mà lập pro như này thì nó cũng rất là chắc chắn rồi. Còn cái phần cầu thang này thì vẫn tận dụng lại cái cầu thang cũ để mà làm cô bác nhá. Còn cái hành lang lên, cái hành lang đi vào thì sau này sẽ làm làm hai cái cột ở bên này cô bác, làm hai cái thanh ngang xong là làm cái chỗ hành lang ở đây thì tránh là nó không có rơi xuống. Trong là dân bảo luôn nào bác nào? Luôn là và bài la mà đây dùng mà rồi đó. Cao và chơi và bài lắm nào. Nhìn vào khuôn mặt của bà em Cương của bác thì bà lúc nào cũng giữ trên đôi môi của mình một cái nụ cười. Mà phải nói là cái nụ cười đấy chắc là rất là vui mừng rồi cô bác. Còn là như ra phía bên này thì là chỗ này sẽ để xong này để làm để một cái gì đó cô bác ạ. Đó, mọi cái thì được gỗ thì được làm mà rất là đẹp cô bác nhá, và rất là tỉ mỉ. Các bác thợ mà làm cái gỗ nhà sàn này thì có thể là làm mà rất là lâu năm rồi cô bác. Cho nên là các bác ấy tận dụng lại và làm mà rất là đẹp đẽ. Cái ở phía bên này không, đây là mấy cái bao thóc hôm nọ gà đà Cương. Vâng ạ. Đây à? Vâng. Ở đây thì chỉ có làm mấy cái cửa sổ mà nhỏ 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 thôi cô bác, để nhìn thấy thôi. Nhưng Cương thì có thấy vui mừng không khi mà ngôi nhà mình thì bây giờ thì gần xong rồi. Em có. Có à? Vâng. Đấy. Bây giờ làm nhà xong thì em có dự định là đi làm gì không? Em định đi làm thuê ạ. Đi làm thuê á? Vâng ạ. Đi làm thuê để em lấy tiền về đóng lãi ngân hàng à? Vâng ạ. Thế bây giờ thì cái gánh nặng ở trên đôi vai của em Cương thì cũng đã được bỏ đi một phần rồi cô bác. Đây là cái phần khoản làm nhà. Và rất là may mắn khi được bên nhà nước hỗ trợ là 40 triệu đồng. Và được canh của cháu Lực, và được cháu Lực cùng với các mạnh thường quân là hỗ trợ nốt cái phần số tiền còn thiếu là bao nhiêu. Thì canh của cháu Lực sẽ hỗ trợ em khoản đó các bác. Và cháu Lực cũng chỉ là kêu gọi giúp cho em Cương là được 40 triệu đồng thôi. Và 40 triệu đồng đấy thì cùng bên sáng kết hợp lại thì đủ cho em Cương là sửa hang lại và cất lên một cái ngôi nhà mới như hiện tại cô bác này. Hoàn toàn xung quanh ngôi nhà của em Cương thì được làm hoàn toàn là bằng gỗ hết nhá, bằng gỗ sao mộc này và cái gỗ đỏ đỏ kia là cái gỗ gì nhỉ? Xoan, cái gỗ xoan đỏ nữa cô bác. Đó. Mấy cái gỗ này thì phải nói là rất là tốt đây cô bác. Như các bác thợ mà làm cái sàn này cô bác này thì phải là nói là rất là tỉ mỉ, phải lấy dùng thức kẻ đâu vào đó hết rồi thì mới bào xong lại mới cắt xong thì mới úp xuống. Bây giờ thì không cần đinh đóng thì nó cũng là rất là chặt cô bác, phải nói là không có hở một cái góc nào luôn. Đấy, còn là cánh cửa thì chưa có lắp đâu nhỉ? Vâng. Đấy, chưa cửa làm. Cửa thì còn chưa làm đúng không? Vâng. Đấy, cửa thì sẽ làm lại cái cánh mới luôn cô bác. Và hôm nay thì cháu Lực lên thì bây giờ cũng đã hầu như là hoàn thiện hết rồi cô bác. Nếu mà hôm nay cháu Lực mà không có lên thì các bác cũng đã hoàn thiện hết rồi. Bây giờ thì còn mỗi phần cánh cửa thôi thì là cũng xong rồi cô bác ạ. Và chỉ đợi đến ngày mà sang năm mới thì mới làm được tân gia cô bác. Và rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm cho gia đình của em Cương. Hiện năm nay thì không có chọn được ngày đẹp để mà làm cô bác ạ. Sang năm sau thì mới lên được tân gia đúng không Cương? Vâng ạ. Rồi, bây giờ thì em Cương cũng có dự định là làm xong ngôi nhà mới của mình rồi. Thì em ấy sẽ lại đi đâu đó để kiếm, để làm cô bác ạ. Như bác thì dọn đồ rồi à? Cất rồi. Cất đồ dần rồi nhỉ? Đấy, bây giờ thì cũng đã gần xong rồi. Đấy, có thể là các bác làm rất là tỉ mỉ đấy cô bác. Như cái cây thước này thì được các bác là tự làm à? Thước này bác tự làm à? Vâng. Dùng cái thước này xong mà để kẻ cho nó thẳng xong rồi mới cắt được. Vâng. Thế thì xong thì bây giờ thì bác tắm rửa xong là Cương thì bảo là cũng nấu cơm rồi, xong thì ra bên kia thì cháu sẽ gửi cái số tiền công còn lại cho các bác nhé. Và phải nói là trong thời gian qua thì cảm ơn tất cả các cô bác anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước đã gửi tấm lòng vàng tới cho em Cương, để cho đến ngày hôm nay thì em Cương cũng đã
thực hiện cái ước mơ của mình là sửa sang lại cái ngôi nhà mới cho mình rồi, cô bác. Thầy cảm ơn tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị rất là nhiều. Thầy Cương thì bây giờ gần đến hoàn thiện cái ngôi nhà rồi. Thì em có một lời nào cảm ơn tới các ông bà, cô chú, anh chị mạnh thường quân không? Có ạ. Cháu Cương xin cảm ơn quý ông bà đã gửi tiền cho cháu sửa lại ngôi nhà mới, không bị giật nữa. Bây giờ thì có thể nói là mưa thì không sợ nữa nhỉ? Vâng. Thế bây giờ thì không có sợ những cơn mưa mà cơn báo gì cả đúng không? Vâng. Thế còn là bây giờ thì chắc là cháu được cùng sang bên kia là cùng các bác để ăn cơm xong là thanh toán cái số tiền còn lại cho các bác thợ được các bác ạ. Thế bây giờ thì sẽ ăn cơm ở nhà bác của em Cương các bác. Bác từ lúc mà làm nhà tới bây giờ thì hầu như là cháu Lực thấy là bác của em Cương, bác gái với lại cả bác trai nữa đều là giúp em Cương rất là nhiều cô bác. Thế còn là bây giờ thì chắc là trước khi vào ăn cơm thì cháu Lực sẽ gửi tiền cho các bác thợ trước. Bác đây còn là bây giờ thì cháu Lực sẽ gửi cái nốt cái tiền mà trước thì cháu đã gửi cho các bác là 11 triệu là 500 ngàn này đúng không? Vâng. Thế thì hôm nay thì còn là 10 triệu 500 ngàn nữa. Xuống rồi bác, mới hết tắt điện, cháu đi xuống đi. Đấy, hôm nay thì nhà của em Cương thì mọi cái thì cũng đã làm xong hết rồi cô bác. Phải nói là 100% thì gần như là được tầm độ 97 đến 98 rồi cô bác. Còn 2% còn lại thì chỉ có làm cửa nó thôi là xong rồi đúng không bác? Đúng rồi. Đấy. Hôm nọ thì cháu cũng đã gửi các bác là 11 triệu là 500 ngàn đúng không? Thì bây giờ còn thiếu các bác là 10 triệu 500 ngàn rồi đúng không? Rồi thế bây giờ thì cháu sẽ gửi cho các bác ấy. Đây là 1 triệu bác nhé, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu là 500 ngàn. Đấy, bây giờ thì cháu sẽ... này, bà, mới thấy làn ăn bác. Đây tủ rồi này. Bóng bác. Đấy, bây giờ thì sẽ cho là bác thợ cả đếm thêm một lần nữa. Rồi bác thợ cả với hai bác thì khác chia với nhau. Đủ cháu. Đủ đúng không bác? Đấy. Còn phải nói là cái giá này là các bác gọi là giúp cho em Cương với lại bà thôi. Tôi gọi là tình làng xóm là giúp đỡ với nhau thôi cô bác. Nó là làm một cái ngôi nhà như này thì phải tốn rất là nhiều công cô bác ạ. Phải gọi là rất là tỉ mỉ thì mới lắp được những cái thanh gỗ mà nó khít như vậy với nhau bác ạ. Cô bác ạ. Thời gian đầu thì có thể là lúc mà gỡ nhà xong ấy thì có vẻ như là ngôi nhà nó hầu như là không có tận dụng được bao nhiêu rồi. Đấy, thì được các bác cân đo đong đếm với cái số gỗ còn lại xong thì lại bổ sung thêm cái ghế, bổ sung thêm cái phần gỗ nữa các bác. Thì đến hôm nay thì bây giờ cũng đã hoàn thiện rồi cô bác. Phải nói là bây giờ trên đôi vai của em Cương thì cũng đã bỏ đi một cái gánh nặng mà nó rất là lớn rồi. Và trong thời gian tới thì bây giờ em Cương cũng đã lớn rồi. Em mới bảo là làm nhà xong thì để bà ở nhà một mình. Rồi thì em mới đi làm để lo cái phần, để lo cái phần khoản cái ngân hàng còn lại nữa cô bác. Và cháu Lực cũng rất là mong sẽ rất là mong trong thời gian tới thì cháu cũng sẽ nhận được thêm những tấm lòng vàng và phần trợ duyên của các ông, các bà, các cô chú, các anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước gửi những tấm lòng vàng đó cho em Cương để giúp đỡ cho em Cương một phần nào đấy về cái khoản ngân hàng cô bác ạ.
cái khoản ngân hàng của nhà em Cương thì bây giờ đang nợ là 25 triệu đúng không? Vâng. Ba. Đấy, 25 triệu thì cháu Lực cũng rất là mong trong thời gian tới thì các cô bác, anh chị mạnh thường quân trong mọi nước cùng chung tay để giúp đỡ cho em Cương, được giúp đỡ cho em Cương lo cái phần khoản ngân hàng để cho em Cương được thoải mái cái phần tinh thần, với lại bỏ hết trên đôi vai của em ấy những cái gánh nặng mà nhọc nhằn. Không, bây giờ nếu mà để em Cương mà đi làm mà 25 triệu đấy thì phải nói là có khi là độ 1 năm 2 năm thì em mới mấy dư giả ra để mà trả được cô bác ạ. Còn đi làm như này thì phải nói là nếu mà em Cương mà đi làm mà không có cái mệnh hệ gì hay là bị ốm đau gì thì mới tiết kiệm được cái ngân đấy của bác. Còn nếu mà như mà lỡ đâu mà bà bị ốm hay là em Cương bị ốm thì cái khoản đấy thì phải nói là em Cương thì đi làm để lo được cái phần khoản lãi ngân hàng thôi. Và hàng tháng bây giờ em mới đóng thì là 300 là 25 ngàn cô bác ạ. Trước thì cháu Lực cũng đã gửi cho em Cương với lại bà một tháng rồi. Và cháu Lực cũng không dám trích cái phần cái tiền để mà giúp đỡ cho em Cương hoàn thiện cái ngôi nhà ra nhiều. Tại vì nếu mà cháu Lực trích ra nhiều quá thì không có đủ kinh phí để mà cùng bên xá kết hợp lại để làm nhà, để sửa nhà cho em Cương. Và hôm nay lên thì cháu Lực cũng nhận được thêm một cái tin, phải nói là rất là vui. Đến lúc mà làm nhà của em Cương đấy thì có một bác ở bên Mỹ, là bác có gửi cho em Cương một cái khoản để em ấy làm cái, để làm tân gia. Và cái khoản đấy thì cháu Lực cũng không có biết, không biết là bao nhiêu. Bác chỉ gọi cho cháu Lực và nói cái điều này cho cháu Lực biết, thì cháu Lực muốn chia sẻ lên cho em Cương với lại bà là cũng biết luôn. Cương thì có một lời cảm ơn tới hai bác không? Hai bác trong thời gian qua thì hai bác đã phải nói là vừa giúp đỡ em này là rất là nhiều thì mới hoàn thiện được cái ngôi nhà như vậy. Cháu cảm ơn hai bác. Thời gian qua hai bác giúp đỡ cháu rất là nhiều. Khá tiếp. Làm nhà xong hết rồi. Thời gian tới cháu sẽ cố gắng. Bây giờ thì có thể nói là hai bác thì cũng ở trong thôn của Cương thôi đúng không? Vâng. Đấy, ở nhà hai bác mà có cái việc gì thì em có thể bỏ ra 1-2 ngày công để giúp các bác nhé. Vâng. Đấy, bây giờ có thể nói là sức thì em có, chứ còn phần vật chất thì em Cương thì không có đâu cô bác ạ. Thì em ấy chỉ là giúp sức được cho các bác thôi. Thế còn cái phần tiền làm tiền công mà giả cho các bác thì hôm nay cháu Lực cũng đã thanh toán hết rồi cô bác nhé. Vâng. Và thấy các bác thì cũng đã nhận đủ hết rồi đúng không? Vâng. Rồi. Chà, bác cháu... cảm ơn nhé. Dạ vâng, cảm cháu. Vâng. Cháu cũng thay mặt em Cương với lại thay mặt bà gửi một lời cảm ơn tới các bác. Đấy, chúc các bác có thêm thật nhiều cái công trình mới nữa. Đấy, sau này mà cháu mà có thêm cái công trình nào mà làm phần nhà gỗ như này. Cháu rất là nhiều. Vâng. Có thể nói là cái công trình mà đầu, mà công trình đầu hai cháu với lại các bác là đi với nhau thì cháu cũng cảm nhận được là cái tay nghề của các bác, cái tay nghề của bác thì rất là lâu năm rồi. Trong thời gian tới thì nếu mà cháu có thêm cái công trình nào mà làm cái nhà gỗ như này thì cháu sẽ liên lạc lại cho các bác và các bác giúp cháu để hoàn thiện cái ngôi nhà gỗ cho những hoàn cảnh mà cháu đang chia sẻ. Đấy. Còn cái thức phim hôm nay thì chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sống tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác, anh chị. Các bác thì cất tiền đi. Không thì một tí lại rơi. Thế bây giờ là đủ rồi bác nhá. Đấy, vâng. Thế bây giờ thì sẽ là ăn cơm thôi cô bác. Ăn cơm thì xong thì chắc là cháu Lực cũng sẽ di chuyển đi về nhà thôi cô bác ạ. Và trong thời gian tới thì cháu Lực cũng mong là thời tiết sẽ ủng hộ cháu Lực nhiều hơn để cháu Lực hoàn thiện thêm, hoàn thiện nốt cái căn nhà của em Sử, để cho em Sử với lại bạn, cho em Sử với lại em Hải với lại ông có được ngôi nhà mới trước cái mùa đông này cô bác ạ. Cháu Cương xin chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ.